Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Cụ bà 91 tuổi thấy hồi sinh nhờ đời sống tình dục trong mơ và bạn trai 31 tuổi. Mặc dù hơn bạn trai tới 60 tuổi, nhưng cụ bà vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự tin chia sẻ câu chuyện của mình trên sóng truyền hình. Trên chương trình truyền hình thực tế nói về những cuộc tình lạ lùng nhất thế giới, Extreme Love, cụ bà Marjorie McCool, 91 tuổi, sống tại thành phố Pittsburgh, bang Florida, Mỹ, đã công khai hẹn hò với anh bạn trai Kai John, chỉ mới 31 tuổi. Cụ bà Marjorie chia sẻ, hẹn hò với một chàng trai trẻ khiến bạn cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời và như được hồi sinh. Anh ấy rất dễ thương và được một người như vậy theo đuổi, bạn sẽ rất hạnh diện. Không những vậy, cụ bà Marjorie còn thoải mái chia sẻ về đời sống chăn gối vô cùng tuyệt vời của mình với bạn trai kém 60 tuổi. Cụ bà cho biết chính anh Kai là người chủ động cầm cưa và việc được theo đuổi khiến cụ bà Marjorie thấy tự hào. Đôi khi tôi cảm thấy anh ấy như một cậu con trai, nhưng khi chúng tôi lên giường, tôi cảm nhận rõ sự khác biệt, cụ bà chia sẻ. Cụ bà Marjorie và anh Kai lần đầu tiên gặp nhau vào năm 2009. Anh ấy tới nơi tôi làm việc để mua một vài thứ và xin số điện thoại của tôi, rồi lại cho tôi số của anh ấy. Sau đó, chúng tôi trò chuyện trên điện thoại với nhau mỗi ngày, rồi chính thức đi chơi với nhau. Cụ bà hào hứng kể. Về phía Kai, anh cũng chia sẻ rằng đã nhận ra mình thích phụ nữ lớn tuổi từ năm 12 tuổi. Anh chia sẻ, mỗi người rung động theo cách riêng. Một số người thích các cô gái tóc vàng, đầy đặn, một số thích các cô gái mỏng manh. Còn tôi thích những người phụ nữ già hơn mình. Anh Kai thường có mối quan hệ lãng mạn với những người phụ nữ ở trong độ tuổi 70, 80, thậm chí là 90. Kai nói mình thích vẻ đẹp tự nhiên, dù nhiều phụ nữ e ngại tuổi tác khiến thân hình họ xuống cấp. Phụ nữ lo lắng ngực bị chảy xệ khi già, nhưng tôi thấy điều đó thật tuyệt vời. Tôi thích mái tóc bạc trắng, Kai nói. Kai từng hẹn hò với vài phụ nữ cùng lúc, khiến anh bị chỉ trích vì nghi ngờ lợi dụng tình cảm để lấy tiền bạc và vật chất. Tuy nhiên, Kai khẳng định rằng hành động của anh không phải vì tiền mà là vì anh muốn thế. Đáng ngạc nhiên hơn, bà Celia John, mẹ của anh Kai, lại ủng hộ những việc làm của con trai. Bà nói, lần đầu Kai đưa bạn gái về nhà là năm 22 tuổi và người phụ nữ kia 50 tuổi. Tôi hỏi tại sao con thích phụ nữ già hơn thì con nói bởi họ chín chắn, dễ trò chuyện. Cho đến nay, cụ bà Marjorie và anh Kai đã ở bên nhau được 5 năm. Thực hư chuyện cụ bà 78 tuổi có thai với chồng 28 tuổi sau 11 tháng kết hôn. Vừa mới gây chú ý bởi đám cưới chênh lệch tới 50 tuổi 11 tháng trước, cụ bà 78 tuổi lại gây sốc khi tuyên bố có bầu với chồng trẻ 28 tuổi. Ngày 24 tháng 9, 2017, dư luận xôn xao trước một đám cưới giữa chú rể Ade Irawan 28 tuổi và cô dâu Mandy 78 tuổi. Với sự chênh lệch tuổi tác lên tới 50 tuổi, cặp vợ chồng này đã khiến nhiều người nghi ngờ về tình cảm họ dành cho nhau. Sau khi kết hôn, cặp đôi sống tại làng Mekasari, quận Silentri, Borgo, Regency, Tây Java, Indonesia. Trong một bài phỏng vấn với tờ Tribun Borgo hồi cuối năm 2017, anh Ade khẳng định mình đến với bà Mani bằng tình cảm thật lòng và không có chút vụ lợi nào. Anh Ade nói rằng anh muốn kết hôn với bà Mani vì cảm thấy cả hai rất tâm đầu ý hợp với nhau. Cuộc hôn nhân của họ đã được rất nhiều người biết đến và cũng gây ra nhiều tranh cãi. Tới tháng 8, 2018, trong một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, bà Mani bất ngờ tuyên bố mình đang mang thai 7 tháng, khiến nhiều người vô cùng sửng sốt. Nhiều người cho rằng chuyện này rất khó tin bởi bà Mani đã gần 80 tuổi, việc có con gần như là không thể bởi phụ nữ chỉ khoảng 50 tuổi là đã mãn kinh, không còn khả năng sinh sản nữa. Mặc dù còn bán tín bán nghi, nhưng nhiều người cũng chúc mừng cho cặp đôi vì chắc hẳn họ sẽ rất vui nếu có con. Bởi trước đó, bà Mani đã từng có hai đời chồng nhưng vẫn chưa có con.
Tuy nhiên, theo thông tin từ tờ Tribun Khatim của Indonesia, sau khi đi khám tại văn phòng y tế Bogo, bà Mani đã đính chính thông tin và cho biết mình không mang thai. Bác sĩ Dede Agung, người kiểm tra cho bà Mani cho biết, kết quả siêu âm cho thấy bà Mani không có dấu hiệu của thai kỳ. Bác sĩ Dede cũng nói thêm rằng, việc bụng bà Mani to lên có thể là do hệ thống tiêu hóa có vấn đề hoặc chỉ đơn giản là do tuổi tác mà thôi. Như vậy, thông tin bà Mani có thai với người chồng trẻ 28 tuổi là không chính xác. Mặc dù chuyện này đã khiến bà Mani buồn không ít, nhưng bà cũng khẳng định rằng mình còn khỏe và rất muốn có con trong tương lai. Hy hữu vợ đòi ly hôn chỉ 11 ngày sau đám cưới vì chồng không chủ động mây mưa. Câu chuyện hy hữu này xảy ra tại một gia đình ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Một cặp vợ chồng là chị Quay và anh Giang đã quyết định ly hôn chỉ 11 ngày sau khi cưới, khiến ai nấy đều khó hiểu. Theo đó, chị Quay và anh Giang kết hôn vào ngày 9 tháng 5, nhưng đến ngày 20 tháng 5, tức là chỉ 11 ngày sau đám cưới, người vợ chủ động đòi ly hôn. Sự việc còn trở nên phức tạp hơn khi chị gái của anh Giang trình báo sự việc lên cơ quan cảnh sát. Chị gái của anh Giang bức xúc nói, ngày 9 kết hôn, ngày 20 đã muốn ly hôn rồi. Cô ta nói là vì em trai tôi không chịu đụng vào người cô ta. Chẳng phải ngay từ đêm đầu tiên họ đã đụng chạm hay sao? Cô ta còn muốn gì nữa? Cô ta nghĩ việc em trai tôi không chạm vào người thì có thể làm nguyên nhân để đòi ly hôn hay sao? Không chịu lép vế trước chị chồng, chị Quay cũng lên tiếng đáp trả. Đêm đầu tiên sau đám cưới, anh ta căn bản vẫn không muốn đụng vào người tôi. Tất cả đều do tôi chủ động. Thế nhưng, những ngày sau đó, anh ta chẳng thèm chạm vào tôi dù chỉ một chút. Chị Huy cũng chia sẻ thêm, anh ta nói rằng do công việc vất vả, về nhà rất mệt nên chỉ muốn được nghỉ ngơi. Điều này tôi có thể thông cảm. Tuy nhiên, anh ta kêu mệt mà cứ lên giường là lấy điện thoại ra sử dụng tới tận 12 giờ đêm. Anh ta còn nói vì mệt nên muốn dùng điện thoại để giải trí cũng không được hay sao. Tôi cảm thấy vợ nằm bên cạnh mà anh ta vẫn có thể dùng điện thoại hàng giờ như vậy được thì còn lấy vợ để làm gì. Theo lời kể của anh Giang, cuộc hôn nhân này là do bố anh sắp đặt chứ không hề có tình cảm từ trước. Nửa tháng trước, người bố đã tìm tới tỉnh Hải Nam giao ra 120.000 nhân dân tệ, hơn 420 triệu đồng để có được mối cho con trai. Sau khi kết hôn được 3-4 ngày, chị vợ đã đòi về quê hương chơi. Qua tìm hiểu, gia đình anh Giang biết được chị Quay đã từng qua vài lần đò. Hơn nữa, tuổi tác và tính cách thật sự của chị cũng không giống với miêu tả của người môi giới. Do đó, gia đình anh Giang nghi ngờ chị Quay chỉ lấy chuyện đụng chạm để làm cái cớ đòi ly hôn mà thôi. Người khác phải bỏ ra bao nhiêu tiền để có vợ, vậy mà cô ta mới về đây được vài ngày đã đòi về quê. Ai biết được cô ta có quay trở lại hay không, anh Giang lên tiếng. Tuy nhiên, chị Quay vẫn tiếp tục cuộc tranh luận rằng số tiền đó tôi không hề liên quan gì. Người môi giới chỉ đưa cho tôi 4.000 nhân dân tệ, hơn 14 triệu đồng, rồi nói cầm lấy mà dùng. Anh ta cũng nói rằng chỉ nhận được phí giới thiệu là 10.000 nhân dân tệ, hơn 35 triệu đồng, chứ không phải là 120.000 nhân dân tệ như nhà chồng tôi nói. Hiện tại, cảnh sát đang can thiệp và tìm hiểu để giải quyết vụ mâu thuẫn này. Sau khi họ bình tĩnh, chúng tôi mới có thể làm rõ vụ việc, một cảnh sát cho biết. Chú rể đòi ly hôn cô dâu chỉ 15 phút sau đám cưới vì lý do không ngờ. Theo Good News, mới đây, một cặp đôi tại Dubai đã ly hôn chỉ 15 phút sau lễ cưới chỉ vì khoản tiền sính lễ mà nhà trai phải đưa cho nhà gái. Theo đó, chú rể đã thỏa thuận với bố vợ rằng sẽ trả 100.000 rúp, hơn 620 triệu đồng tiền sính lễ cho nhà gái và đã đề cập đến số tiền này trong hợp đồng hôn nhân. Theo thỏa thuận, chú rể sẽ trả 50.000 vào lúc ký hợp đồng tại văn phòng tòa án Hồi giáo Sharia và phần còn lại khi rời khỏi tòa. Các thành viên gia đình và bạn bè đã đi cùng cô dâu chú rể đến văn phòng Sharia để chứng kiến lễ ký hợp đồng này. Sau đó, chú rể đã trả cho bố vợ 50.000 tại văn phòng tòa án lúc đặt bút ký và khi đôi vợ chồng trẻ cùng những người tham dự ra về, ông bố vợ đã yêu cầu con rể trả nốt phần còn lại. Chú rể lúc này đã nói bố vợ hãy đợi vài phút và anh đảm bảo với ông rằng số tiền còn lại đang để trong xe mình. Tuy nhiên, người bố vợ khăng khăng bắt con rể phải trả ngay.
ông đã bắt chú rể phải bảo một người thân hoặc bạn bè mang tiền đến cho mình ngay lập tức. Chú rể cảm thấy bị xúc phạm và sỉ nhục. Anh đã nói với bố vợ rằng không muốn lấy con gái ông nữa và đã ly hôn với cô chỉ 15 phút sau khi ký bản hợp đồng hôn nhân. Luật sư đại diện của chú rể cho biết. Cuối cùng, cặp đôi này còn chưa kịp ở bên nhau và tận hưởng cuộc sống vợ chồng được ngày nào thì đã phải sớm chia tay chỉ vì lý do không đáng có. Tại Dubai, nhiều người phụ nữ cảm thấy mình như bị bán thân sau khi ký hợp đồng hôn nhân hay còn gọi là giấy đăng ký kết hôn. Họ trở thành vật sở hữu của chồng và phải tuân theo mọi quy tắc mà chồng đặt ra. Thậm chí, người vợ đi đâu cũng phải báo cáo chồng, làm gì cũng phải chờ chồng chấp thuận. Muốn kết bạn với ai cũng phải được chồng duyệt trước. Đa phần những người phụ nữ Dubai sau khi kết hôn đều sẽ ở nhà, dành toàn thời gian cho việc nội trợ gia đình. Yeah.